Chào quý vị và các bạn đến kênh Bo Super Vlog. Hôm nay mình đến trại lương của anh Thư Toản ở ấp Cà Dăm, xã Tân Công Xến, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo mình chia sẻ trại lương của anh Thư Toản nha. Chỗ này thay con cử ha, mọi hai cử. Cũng hai cử thì ra cử rồi. Ừ. Một cử chưa mở đâu. Giờ hả? Giờ gì lắm. Ý như vậy đó mà tôi thay nhiều thấy không? Đây tới sáng là nước đen đó. Hai cử này là xong tầng ngày đó. Ừ. Ngồi đây tới sáng là nước đen luôn. Mà cái nước đen thì nó là mưa nó khác. Tức là nó ăn nhiều nước thải ra nhiều nước nó đen. Ừ. Nếu chú thấy mà sáng ra nước mà còn trong vắt, nước còn tốt, cái heo là gòi rồi đó. Là cái bầy lươn tới chậm phát đó. Một lươn nào mà sáng lại mà thấy nước đen thui là một lươn nó đang phát đó. Nó ăn nhiều, cái thải phân nhiều, nó hư nước, nó đen. Mới thả 2 tháng rưỡi hả? Này 2 tháng rưỡi chưa? Nếu mấy ngày nữa mới được 2 tháng rưỡi. Thả lúc thả 1 ký nhiêu con? Khoảng 22 con. Cái này mình thả lựa liền luôn hả gì? Đúng rồi. Cũng tùy chú ơi. Nếu mà trường hợp mà con lươn mình nó trên lệch cái khúc đảo nhiều quá thì mình lựa liền, còn nó thấy nó đều đều thì có khả năng mình bỏ được cũng được. Xuống dưới còn nuôi cá nữa hả? Dưới là cho cá hạm vớt lại thôi đó. Hả, xuống hầm hả? Ừ. Chứ nuôi mà thả xuống sông nó dơ là một, thứ hai nữa mình không có hưởng được cái thằng đó. Ổn. Chứ còn lợn cận này xuống dưới là cá còn vớt lại lớp nữa. Hạt môi trường này, nước này 5 tấc nước không? 4 tấc rưỡi à? 4 tấc rưỡi hả? Cái dĩ là 4 tấc 3 đó, mình ngập cái dĩ 2 phân đó là 4 tấc rưỡi đó. Cái chuồng này được 7 thước vuông ta? 6 mét mấy à, chứ chưa được 7 mét. Nuôi cỡ 200 con mét vuông không?
Heo nuôi 200 con hết chung là vừa. Ừ. Cái bồn này thường là thả 1.200 đó. Ừ. Của năm nay đó, nay nó cũng chênh lệch nhiều rồi, vài bữa nó cũng được lại chút dĩ này năm nay nó là được 4 năm rồi. Ngâm nước không rồi đổ một gì? Ờ, chứ mình đóng lên inox không à? Inox không thôi, lên thao cũng được. Lên thao giá thành cao lắm. Ờ, mắc hơn ha. Ờ, inox nó rẻ tiền, lên thao, thao mắc lắm. Tre này nó chắc, có như uống nước rồi. Tre, chưa khó lựa tre lấy cây gốc á. Rồi, xài được giờ là 4 năm mà mùa này nó là 4 năm là còn nè. Đâu có hư gì đâu. Ngâm nước hoài đâu có mối mọt gì. Đó, hay quá. Vừa qua mình đã thăm cũng như là chia sẻ trại lươn của anh Tư Toản. Thôi mình xin kết thúc clip đây các bạn ơi. Hẹn quý vị và các bạn xem những clip tiếp theo. Mến chào các bạn.